Nếu các bạn đã biết đến quỷ Satan, thì chắc chắn các bạn sẽ biết đến con số của quỷ 666. Trên thực tế thì số 666 có rất nhiều nhận định khác nhau. Đối với văn hóa phương Tây thì số 666 chính là biểu tượng của quỷ Satan, hay còn được gọi là Number of the Beast, con số của quái thú khải huyền. Điều này cũng đồng nghĩa với việc con số 666 sẽ mang lại những điều xấu và không may mắn. Bên cạnh đó, số 6 đối lập hoàn toàn với số 7, số được xem là dấu ấn của Chúa Trời. Tuy nhiên, theo quan niệm của người phương Đông, thì ý nghĩa của con số 666 lại hoàn toàn ngược lại. Người phương Đông xem 666 là một bộ số mang đến sự may mắn và an lành. Bên cạnh đó, số 666 cũng là biểu tượng của sự may mắn, giúp con người có thể hướng tới những điều mà mình mong ước. Xin chào, đây là The Bedroom Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về level 666. Welcome to Hell, hay còn nói nghĩa khác là chào mừng đến với địa ngục. Level 666, Survival Difficulty, Class Undetermined, Mysterious Property, Unknown Information, Undocumented Entities. Level 666 là level từ 667 của The Bedroom, nơi được phát hiện vào ngày 16 tháng 6 năm 2016, khi một người lang thang duy nhất chụp được một bức ảnh về một dấu hiệu lạ trong Bedroom và mất tích ngay sau đó, có lẽ là đã chết. Level 666 có thể được mô tả một cách khéo léo theo cái cách mà người ta gọi nó là địa ngục. Bất kể ai tham gia, trải nghiệm này được mô tả là đáng buồn và rất nhiều người đã mất tích trong sự giam cầm của nó. Bất kỳ phiên bản cụ thể nào của level được gọi là bản thể. Vậy, bản thể là gì? Chúng ta sẽ lấy một ví dụ khá hiển nhiên. Đó là với mỗi người lang thang vào trong level 666 thì họ sẽ bị mắc kẹt trong một chiều không gian khác nhau, được gọi là bản thể của level 666, và chỉ có một người có thể tồn tại trong một bản thể. Qua đó, chúng ta có thể thấy level 666 có vô số bản thể tồn tại và mỗi bản thể chỉ tồn tại một người duy nhất. Mặc dù level 666 được mô tả là Survival Difficulty Undetermined, nhưng điều này chỉ là do sự biến đổi tuyệt đối mà level cung cấp cho bất kỳ ai bước chân vào nó. Trên thực tế, level 666 có lẽ được đánh giá với Survival Difficulty là số 4 hoặc số 5 đối với những người đặt chân vào nó. Level 666 không thể được mô tả thực sự theo cách truyền thống, vì mỗi kẻ lang thang bước vào level đều có một trải nghiệm khác nhau. Vì điều này, hai người lang thang không thể tồn tại trong cùng một bản thể và không thể đặt chân đến bản thể của một cá nhân khác. Một hàng số phổ biến tồn tại giữa tất cả các bản thể của level 666 đó là sự hiện diện của một chiếc bảng chỉ dẫn, trên đó ghi là chào mừng đến với địa ngục bằng ngôn ngữ mà những người lang thang thông thạo nhất. Điều này thường gặp dưới dạng một bảng hiệu neon hình vẽ trên tường hoặc một chiếc thảm chào mừng phù hợp về mặt phong cách với môi trường xung quanh. Bất kể mức độ ánh sáng hay khả năng cảm nhận của những người lang thang thế nào, bảng chỉ dẫn này vẫn có thể nhận biết được đối với họ. Nếu những người lang thang không biết chữ, bảng chỉ dẫn sẽ luôn được ghi bằng ngôn ngữ thông thạo nhất của họ. Còn đối với những người lang thang không biết bất kỳ ngôn ngữ nào, viết hay nói, thay vào đó sẽ nhận được một dấu hiệu trực quan thông báo rằng họ đã vào level. Tất cả các bản thể của level 666 sẽ liên tục tìm kiếm và khai thác nỗi sợ hãi, lỗ hổng và sự bất an của một người lang thang. Về mặt lý thuyết, những nỗi sợ hãi của con người là vô hạn. Nếu một người lang thang không có khái niệm về sự sợ hãi, không có ý thức hoặc tiềm thức về sự sợ hãi, thì họ không thể vào level 666. Ngay cả khi sự kết hợp của các nỗi sợ là giống nhau đối với nhiều người lang thang khác nhau, thì các bản thể của level 666 vẫn sẽ tạo ra sự khác biệt giữa tất cả chúng. Không có giới hạn nào đối với số lượng bản thể có thể xuất hiện đồng thời, và số lượng bản thể cũng không ảnh hưởng đến quá trình tạo ra một bản thể mới. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần căn cứ và cộng đồng. Không thể thiết lập một cộng đồng hoặc căn cứ trong level 666 vì chỉ có một người duy nhất có thể tồn tại trong một bản thể của level. Level 666 có một thứ khá đặc biệt so với những level khác, đó chính là level này có số lượng bản thể gần như là vô hạn khi mỗi người một trải nghiệm khác nhau. Nên chúng ta cùng đến với Manifestation Classification, phân loại bản thể. Bởi vì bản thể của level 666 rất đa dạng, đây là hướng dẫn ngắn gọn để phân loại một mối nguy hiểm của bản thể mà bạn đang ở. Các phân loại được chia thành nhiều loại và được ghi chú bằng cách sử dụng một số chữ cái, chẳng hạn như L1. Các danh mục
là destruction, sự hủy diệt, entities, thực thể, audio, âm thanh, lighting, ánh sáng, và cuối cùng là sanity, điên loạn, được rút ngắn thành từ viết tắt của tear, tức là dao kẹo. Chúng ta sẽ đến với lớp phân loại đầu tiên là chữ D, destruction, sự hủy diệt. Phân loại này mô tả những mối nguy hiểm về thể chất và môi trường mà một bản thể sẽ có. Đầu tiên là D0. Ở phân loại này, không có mối đe dọa cụ thể nào, đất đai đều ổn định, không có thiên tai, hầu hết nếu không phải tất cả các chất hóa học ở đây đều an toàn để tiêu thụ. Tiếp theo là D1. Các mối đe dọa ở mức độ nhẹ trong môi trường sẽ xuất hiện, đất đai hơi không ổn định và có thể xảy ra thiên tai nếu bị tác động. Một lượng hóa chất được cho là an toàn sẽ xuất hiện nhưng hãy sử dụng một cách cẩn trọng. D2. Các mối đe dọa môi trường ở mức vừa phải sẽ diễn ra. Mặt đất có thể là đáng lo ngại cho việc di chuyển và các thảm họa thiên nhiên có phần phổ biến. Chỉ khoảng 1/2 đến 1/3 số hóa chất là an toàn trong phân loại này. Cuối cùng là D3. Các mối đe dọa lớn về mặt môi trường sẽ diễn ra. Mặt đất có thể bị nhường chỗ hoặc thậm chí là biến mất bất cứ lúc nào. Và những thảm họa thiên nhiên thì mắt thường có thể nhìn thấy được sẽ thường xuyên xảy ra. Phần lớn các hóa chất không an toàn và không nên sử dụng vào bất cứ lúc nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với chữ cái thứ hai, đó chính là chữ E, entities, thực thể. Phân loại này mô tả tần suất của các thực thể trong một bản thể. Đầu tiên là E0, không có thực thể. E1, số lượng thực thể tối thiểu. E2, số lượng thực thể thấp. E3, số lượng thực thể trung bình. Và cuối cùng, E4, số lượng thực thể quá tải. Ta cũng đến với chữ cái thứ ba, là chữ A, audio, âm thanh. Phân loại này mô tả mức độ tiếng ồn xung quanh trong một bản thể. Đầu tiên là A0, không có tiếng ồn, thậm chí còn không có âm thanh xung quanh. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho sự tỉnh táo của bạn ngay cả khi bản thể không có mối nguy hiểm nào khác. A1, có một lượng nhỏ tiếng ồn xung quanh. Lượng tiếng ồn này tương đương với những gì đã có trong the front room. Tiếp theo là A2, có một lượng tiếng ồn xung quanh ở mức vừa phải. Mặc dù tiếng ồn này không gây ra sát thương vĩnh viễn, nhưng nó hiện diện ở mức thường xuyên và không thể bỏ qua của hầu hết những người lang thang. Tiếp theo là A3, có nhiều tiếng ồn xung quanh. Ở lâu trong bản thể này sẽ gây mất thính lực vĩnh viễn, mặc dù vậy nó sẽ không gây ra bất kỳ triệu chứng nào khác. Cuối cùng là A4, có rất nhiều tiếng ồn xung quanh. Người lang thang không thể để lâu trong bản thể này vì nó có nguy cơ gây vỡ màng nhĩ và gây tổn thương các cơ quan nội tạng. Chúng ta cùng đến với chữ cái thứ tư, đó chính là L, viết tắt cho lighting, chiếu sáng. Phân loại này mô tả lượng ánh sáng tự nhiên trong bản thể. Đầu tiên là L0. Ở phân loại này, không có ánh sáng tự nhiên nào tồn tại. Bất cứ thứ gì ở mức độ này đều tối đen như mực. Tình trạng điên loạn là có thể xảy ra vì các quá trình sinh học khác nhau được điều khiển bởi ánh sáng không thể hoạt động bình thường. L1, có một lượng ánh sáng nhỏ tự nhiên. Điều này tương đương với ánh sáng trong the front room vào ban đêm. Những người lang thang sẽ không thể nhìn rõ ở mức ánh sáng này, nhưng hầu hết những sinh vật có thị lực tốt về đêm đều có thể nhìn thấy tốt. L2, có một lượng ánh sáng tự nhiên trung bình. Điều này tương đương với ánh sáng trong the front room vào ban ngày. L3, có rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Ở trong mức độ chiếu sáng này, hầu hết sẽ gây đau đớn và gây tổn thương thị lực vĩnh viễn nếu ở trong một thời gian dài. Cuối cùng là L4, có một lượng ánh sáng tự nhiên đến mức chói mắt, hầu như không thể nhìn thấy ở mức độ này và có thể gây ra tổn thương thị lực vĩnh viễn và mù lòa nhanh chóng. Và giờ, chúng ta sẽ đến với chữ cái cuối cùng là S, viết tắt cho Sanity, là sự điên loạn. Phân loại mô tả về mối nguy hiểm tinh thần mà những người lang thang trong bản thể của level 666 sẽ gặp phải. Đầu tiên là S0, không có một mối đe dọa tinh thần bất thường nào trong bản thể. S1, có số lượng thấp các mối đe dọa tinh thần bất thường. Các triệu chứng như rối loạn nhịp tim là một ví dụ, không có dạng rối loạn tâm thần bất thường nào xảy ra ở mức độ này. S2, có một lượng vừa phải các mối đe dọa tinh thần bất thường trong bản thể. Các triệu chứng hưng cảm hoặc trầm cảm là một ví dụ. Ảo tưởng và ảo giác, thính giác có thể xảy ra ở mức độ này. Cuối cùng là S3, có rất nhiều mối đe dọa tinh thần bất thường có thể xảy ra trong bản thể. Rối loạn tâm thần toàn phát với triệu chứng ảo giác trên tất cả các giác quan hầu như luôn xảy ra ở mức độ này. Ở mức độ này quá lâu sẽ thường gây ra những tổn thương tâm lý vĩnh viễn. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là lối vào và lối ra của level 666. Đầu tiên, đó chính là level 80,
Nếu bạn lái xe trong level 80 từ đường số 66 vào sa mạc với tốc độ ổn định ít nhất 1,5 lần tốc độ giới hạn, thì cuối cùng bạn sẽ đến một cái lán cũ có ghi là chào mừng đến với địa ngục trên tầng thượng. Nó được coi là một phần của level 666 vì màu sắc của level sẽ thay đổi hoàn toàn gần với cái lán. Vào trong cái lán sẽ đưa bạn đến level 666 bằng cách rơi xuyên qua sàn nhà và ghi đè lên bảng chỉ dẫn lối vào thông thường. Bạn cũng có thể đến level 666 thông qua level 105. Để truy cập lối vào này, bạn cần phải đến bàn thờ hoặc bất kỳ khu vực tôn giáo nào khác và đọc thuộc lòng Khải Huyền 13, 16 đến 18 của Kinh Thánh KJV bằng tiếng Anh 5 lần. Một giọng nói không rõ nguồn gốc sẽ đọc thuộc lòng những câu nói trên thêm một lần nữa và kéo bạn xuống level 666. Các biển báo không bị ảnh hưởng bởi những nghi thức này. Còn Kinh Thánh KJV là gì thì các bạn tự tìm hiểu trên mạng, vì đây là kênh The Backroom chứ không phải là về Kinh Thánh hay tôn giáo. Cách đáng tin cậy nhất để thoát là thực hiện nghi lễ của thực thể số 51, The Mountain King Ritual, và sống sót qua nó. Bạn sẽ đến được level 60 sau khi hoàn thành nghi lễ. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.